thiết bị báo động khói sẽ cảnh báo gia đình quý vị khi xảy ra hỏa hoạn. Kiểm tra thiết bị báo động khói bằng cách bấm nút để nghe tiếng bíp. Làm sạch thiết bị báo động khói. Thiết bị báo động khói phải luôn có pin và thay pin mỗi năm. Thay tất cả các thiết bị báo động khói mỗi 10 năm.